Ngày xưa, mẹ vũ trụ sinh ra trái đất. Lúc mới ra đời, trái đất chỉ là một quả cầu lửa đen thui không có sự sống. Qua hàng tỷ năm, dạng sống đầu tiên xuất hiện, nhưng rồi lại lụi tàn suốt 200 triệu năm vì cái rét của kỷ băng hà. Và rồi, kỷ băng hà qua đi, sự sống trên trái đất một lần nữa thức tỉnh. Các anh em động vật, thực vật dắt tay nhau cùng sinh sôi, tiến hóa, đặc biệt là sự thống trị của khủng long về sau. Thế là trái đất lại hồi sinh rồi đấy các bác ạ. Suốt 200 triệu năm kỷ băng hà, trái đất lạnh lẽo, đâu đâu cũng là băng, đến nỗi mà ánh sáng mặt trời chiếu xuống cũng không làm tan nổi lớp băng dày này, thậm chí còn bị phản chiếu ngược lại vào không gian. Nhưng rất may, vào 630 triệu năm trước, dung nham nóng chảy trong lòng trái đất được đánh thức. Thế là trở thành vị siêu anh hùng cứu tinh cho sự sống trên hành tinh của chúng ta. Sau hàng trăm triệu năm ngủ say, núi lửa thức giấc, chúng phá vỡ một số nơi đóng băng trên trái đất, phun dung nham lên bề mặt, trong đó có khí carbonic. Ngày nay, khí carbonic gây nên hiệu ứng nhà kính, nhưng lúc bấy giờ, nó lại chính là vị cứu tinh cho sự sống trên trái đất. Nhờ có khí carbonic, không khí hấp thụ ánh sáng mặt trời, trái đất nóng dần lên, lại có thêm dung nham phun trào. Thế là băng dần dần tan ra, quá trình này kéo dài suốt vài triệu năm. Đúng là quân tử đợi dịp triệu năm chưa muộn, những dạng sống sâu nhất dưới đại dương vẫn còn tồn tại, nay lại có cơ hội tiến hóa. Từ đây, sự sống trên trái đất diễn ra tấp nập, nhộn nhịp với sự có mặt của các anh em động vật, thực vật. Từ sinh vật dưới nước cho đến trên cạn, từ động vật ăn cỏ cho tới động vật ăn thịt. Trong các kỷ nguyên của đại cổ sinh, đại trung sinh và đại tân sinh, trên trái đất có loài mới xuất hiện, có loài tiến hóa, thậm chí cả những loài bị tuyệt chủng như là khủng long. Thế quá trình tiến hóa của các anh em sinh vật thế nào nhỉ? Thì xin mời các bác tiếp tục theo dõi nhé! Các thực vật đa bào đầu tiên xuất hiện trên khoảng 1,2 tỷ năm trước và rồi cách đây 580 triệu năm. Lúc này chúng không còn thấp cổ bé họng nữa mà đã khá phổ biến trên trái đất. Các loài động vật thân mềm cũng bắt đầu xuất hiện. Cho đến 540 triệu năm trước đây, lớp bảo vệ ozone ra đời. Khi đó, tầng khí quyển trái đất tiếp tục được bơm đầy oxy. Đã vậy, tầng trên cùng của khí quyển trực tiếp đón ánh sáng mặt trời. Thế là từ oxy, một lớp ozone mới được hình thành. Nhờ tấm khiên ozone ngăn cản các tia bức xạ UV, sự sống có cơ hội xâm chiếm trên mặt đất. Và lúc này, các mảng lục địa đầu tiên cũng xuất hiện. Sự sống trở nên bùng nổ khi trái đất bước vào thời kỳ đại cổ sinh khoảng 530 triệu năm trước đây. Mở đầu bằng kỷ bùng nổ Cambri kéo dài khoảng 30 triệu năm. Ở dưới biển, các loài động vật phức tạp hơn xuất hiện như bọ ba thùy, động vật săn mồi. Dưới đây chính là ví dụ khi một con Anomalocaris đang chuẩn bị săn con mồi bọ ba thùy. 505 triệu năm trước, trái đất bước vào kỷ Ordovic. Đại dương xâm chiếm toàn bộ phía bắc trái đất. Sự phát triển sinh vật tập trung ở lục địa phía nam là Gondwana. Các sinh vật thân mềm phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ của các loài cá. Các loài cá đầu tiên thống trị đại dương suốt gần 150 triệu năm. Tiếp đến là kỷ Devon vào 410 triệu năm trước, đánh dấu sự xuất hiện của các loài động vật trên cạn khi loài cá Tetrabron dùng vây của nó bò lên bờ. Sau hàng triệu năm tiến hóa, chúng đã lên hẳn trên mặt đất, tiến hóa thành các động vật đầu tiên trên cạn. Các loài côn trùng khá giống ngày nay như chuồn chuồn hay các loài chân đốt cũng phát triển, nhưng với kích thước big size lớn hơn rất nhiều. Các loài thực vật cũng phát triển với kích thước khổng lồ, cao tới hàng chục mét. Điều này là do nồng độ oxy trong không khí quá cao nha các bác. Qua kỷ Devon, trái đất bước vào kỷ Carbon, còn gọi là kỷ Than, trong khoảng 360 triệu đến 286 triệu năm trước. Đây là thời kỳ một loạt cây cối chết đi và nằm lại trong lòng trái đất kết thành các mỏ than đá ngày nay. Có khi mỏ than Quảng Ninh cũng có nguồn gốc hàng trăm triệu năm các bác ạ. Đến thời kỳ này, động vật bắt đầu đẻ trứng trên bờ thay vì ở dưới nước như trước kia. Từ 286 đến 248 triệu năm trước, trái đất bước vào thời kỳ cuối cùng của đại cổ sinh Paleozoic, đó là kỷ Permi. Đây là thời kỳ rất quan trọng trong sự phát triển của động vật. Một số loài bò sát tiến hóa xuất hiện những đặc điểm ban đầu của động vật có vú. Nhưng không may, thảm họa tuyệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử trái đất đã xảy ra, đó là đại tuyệt chủng Permi.
mà nguyên nhân dự đoán là do sự hợp nhất của hai lục địa Laurasia và Gondwana thành đại lục địa Pangaea. Cú va chạm mạnh dẫn đến động đất, phun trào núi lửa, hủy diệt các loài động vật. Thậm chí có tới 95 số loài sinh vật đại dương đã vĩnh viễn biến mất sau đại tuyệt chủng này. Cuộc đại tuyệt chủng này đã đánh dấu kết thúc đại cổ sinh, trái đất dần chuyển sang đại trung sinh mà khởi điểm là 248 triệu năm trước. Sau một cuộc hủy diệt lớn nên lúc này trái đất đã không còn được như xưa, thế nên chỉ có một số loài thích nghi tốt phát triển trở thành những kẻ thống trị hành tinh. Kỷ đầu tiên của đại trung sinh là kỷ Tam Điệp, đánh dấu sự bắt đầu của triều đại khủng long. Chúng thống trị hành tinh đến nỗi các loại động vật có vú và cả các loài cá đều lép vế hẳn. Các anh em khủng long có mặt ở khắp mọi nơi, mọi loại kích cỡ và ở đủ dạng sống khác nhau. Chúng chia ra làm 3 nhóm chính là Theropod là các loài cá săn mồi như T-Rex, nhóm Sauropod gồm những con thằn lằn cổ dài như Apatosaurus, cuối cùng là nhóm Ornithischian gồm các loài như khủng long ba sừng Triceratops và cả những con Iguanodon trong bộ phim nổi tiếng Dinosaur của Disney. Trong đó, khủng long bạo chúa T-Rex là loài khủng long săn mồi nổi tiếng nhất, thế nên lúc nào nó cũng được ưu ái làm nhân vật phản diện trong phim các bác ạ. 213 triệu năm trước, kỷ Jura bắt đầu, lục địa Pangaea lại một lần nữa nứt vỡ thành Laurasia và Gondwana. Tại các vết nứt vỡ, hàng loạt sinh vật bị tiêu hủy, chúng lắng xuống và tạo thành các mỏ dầu ngày nay. Trong khi đó, các loài bò sát vẫn phát triển mạnh mẽ. Thậm chí đến giữa kỷ Jura, tìm bò sát đã thống trị cả trên không, mặt đất và đại dương. Tổ tiên của loài chim ngày nay cũng bắt đầu từ kỷ Jura, một loài khủng long ăn thịt trên mặt đất đã tiến hóa, mọc thêm lông vũ, trở thành một loài chuyển tiếp giữa bò sát và chim. À, thời kỳ này vẫn có động vật có vú nhé các bác. Chỉ là nó nhỏ hơn cỡ lũ chuột ngày nay, đã thế còn phải sống lẩn trốn để thoát khỏi sự săn đuổi của các loài khủng long. Kể ra cũng tội. Và rồi đến 145 triệu năm trước, trái đất bước sang kỷ phấn trắng, giai đoạn cuối trong triều đại của khủng long và cũng là kỷ cuối cùng của đại trung sinh. Các loài cây có hoa xuất hiện, thay thế cho dương xỉ và các cây lá kim. Cũng vì sự thay đổi thảm thực vật mà các loài khủng long đã không còn phát triển thịnh vượng như trước nữa. Nhưng nói gì thì nói, chúng vẫn thống trị cho đến tận 65 triệu năm trước. Các nhà khoa học cho rằng trong thời kỳ này, một tiểu hành tinh với đường kính hơn 10 km trong hệ mặt trời đã lao về phía trái đất. Cú va đập đã tạo ra vịnh Mexico ngày nay, gây ra những chuyển biến lớn về khí hậu. Sóng thần và động đất lớn nhất bao phủ lục địa, núi lửa phun trào cùng những đợt tấn công của thiên thạch giết chết hàng loạt động vật cỡ lớn, bụi và muội than che phủ cả bầu trời, ngăn ánh sáng mặt trời, làm chết hàng loạt các loài cây. Thế là mọi nguồn cung cấp lương thực bị cạn kiệt, nhiệt độ thay đổi bất ngờ, dẫn đến sự tuyệt chủng của khủng long. Nếu khủng long vẫn còn thì tôi chắc ngày nay nó được nuôi làm thú cưng luôn ý. Chứ mấy con thằn lằn, rắn ếch đã là gì nhở? Tuy nhiên, thảm họa này vẫn chưa thể sánh được với đại tuyệt chủng Fermi. Chính vì vậy, vẫn có những loài bò sát nhỏ, các loài chim tồn tại được. Hú hồn luôn đấy các bác. May ấy là tổ tiên động vật có vú sống sót qua thảm họa này, không thì làm gì của tôi với các bác ngày hôm nay, phải không ạ? Và rồi, trái đất bước vào đại tân sinh. Phải nói là lúc này, thế giới trở nên trống trải khi vắng bóng khủng long, mãi cho đến gần 60 triệu năm trước đây. Động vật có vú cứ từ trong hang ngoi lên mặt đất, cứ như anh em fan MU ấy các bác. Chúng phát triển thành nhiều dạng, còn kẻ thù không đội trời chung với chúng là những con chim ăn thịt khổng lồ. Khoảng 55 triệu năm, ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, động vật linh trưởng xuất hiện. Chúng có những đặc điểm linh hoạt hơn hẳn các loài khác, cho phép chúng thích nghi với môi trường sống. Bàn chân trước có 5 ngón, cho phép cầm nắm, chuyền cành. Cổ thì linh hoạt, cho phép quan sát từ nhiều hướng. Không ai khác, đó chính là tổ tiên đầu tiên của anh em chúng ta. Từ 55 đến 33,7 triệu năm trước, lúc này khí hậu đã ấm hơn, rừng nhiệt đới mở rộng từ xích đạo. Băng được tập trung ở hai cực, trái đất bắt đầu xuất hiện nhiều loại động vật, thực vật giống với ngày nay, nhất là các loài móng vuốt và một số loài linh trưởng. Loài ngựa khi đó còn khá nhỏ, chỉ cỡ những chú chó nhỏ bây giờ. Sau này, chúng tuyệt chủng dần và chỉ còn một số ít sống sót phát triển thành ngựa, ngựa vằn và tê giác của ngày nay. Còn một điều mà tôi chắc cú là các bác không ngờ đến đâu.
tổ tiên của cá voi chính là con Mesonichid, có hình dạng gần giống chó sói và linh cẩu. Chúng rời bỏ mặt đất, thích nghi dần với môi trường sống dưới nước, và thế là sau này tiến hóa thành cá voi. Đấy, quá trình hình thành trên trái đất phải gọi là dài hơn cả danh sách điểm thấp của tôi các bác ạ. 4,5 tỷ năm chứ cũng ít gì đâu. Thế mà tổ tiên gần nhất của loài người mới chỉ xuất hiện vào khoảng 3,7 triệu năm trước thôi. Đó là thời điểm xa nhất ghi lại được dấu chân của loài vượn người đi bằng hai chân. Loài này có tên là Australopithecus. Loài này phát triển trong các khu rừng ở châu Phi. Do sự sa mạc hóa của lục địa, loài này mới dần tiến hóa để có thể leo trèo, thích nghi với cuộc sống bằng cây cối. Australopithecus sau này tiến hóa thành Homo, có nhiều điểm giống với con người ngày nay hơn. Phải cho tới tận 100.000 năm trước, loài người có trí tuệ đầu tiên mới thực sự xuất hiện. Đó là người Homo sapiens, có trí tuệ phát triển nhất trong số các nhánh của loài vượn người Homo. Vì châu Phi ngày càng sa mạc hóa, họ rời đi rồi phân tán trên cả châu Âu và châu Á ngày nay, sống cùng các loài động vật kỳ lạ trong kỷ băng hà như những con ma mốt. Khi kỷ băng hà kết thúc vào khoảng 12.000 năm trước, con người mới thật sự bước vào thời đại của mình. Nếu như khủng long từng là loài thống trị trái đất lâu nhất trong lịch sử trái đất, thì ngược lại, con người chiếm lĩnh nó trong một khoảng thời gian quá ngắn, thế nhưng lại là loài có tốc độ phát triển ghê gớm. Từ gia tăng dân số, phát triển kinh tế xã hội, thậm chí là hủy hoại môi trường. Trái đất mất 4,5 tỷ năm để hình thành sự sống, thế mà chỉ trong vài chục năm đổ lại đây, con người tàn phá đến kinh khủng khiếp các bác ạ. Theo các bác, trái đất mất bao lâu nữa để trở nên sạch đẹp như trước? Hay sẽ bị con người phá hủy trong một vài trăm năm tới đây? Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhé!